Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chạm vào mắt là được luôn.
Cá về đi. Tao định hình được chỗ rồi. Đi đi. Này mày có bỏ ra không? Nãy nhớ mày, mày bỏ ra sao? Em không bỏ, em mơ chạy cái gì rồi. Bây giờ tao bỏ mở mắt ra, tao bỏ ra, thấy mày bỏ ra là sao? Không bây giờ, anh mở mắt ra là thua rồi. Không được, tao phải kiểm tra nó đã. Đấy, kiểm tra đi. Mày phải chạy ra, mày lại cầm ra cho khác. Không, em ở ra mày, ngoài. Mày ra đằng sau. Đây. Mày phải ra đằng sau. Đây. Mày cầm ra cho khác sao? Đây. À. Ai mất 100. Hả? 150 rồi đấy. Ui, 200 nữa. Thơm thịt. Vẫn mùi thơm. Cách hai lớp rồi mà vẫn mùi thơm. Cho anh nửa con gạo em vậy đấy. Không. Điên là tao tì hí làm gì? Im. Mày đâu ấy? Mày đi. Này. Bây giờ mà vô vô trượt phát là bị ăn một phát vả thôi đúng không? Ừ. Tao cho mày vô vả 4 phát thông để tao vô 4 phát luôn, tin không? Được. À. Thế bản trước nhé. Mới điên à? Nhớ đâu tao vừa bắt đầu trúng luôn dám. Cứ mỗi phát vả tao được 50 là được, không sợ gì cả. Làm. Được. Thử thôi, thử thôi. Thử thôi, thử thôi, bắt đấy thử nhá. Không, thử là mẹ thứ gầy luôn. Ây. Ây. Đấy. Đấy. Ấy, bim chuối không thích. Hả? Mua bim không, chuối không thích. Cho xin quả chuối. Xin cái gì? Xin được thì lại khỏi phải mua. Ai đem ra đây mà bán? Chuối ai đi bán cái chuối tao đồng này, xin miếng. Không. Có mua có. Xin lấy cho xin à. Có tiền thì mới động được là hàng. Thì tao cả mốc nhá. Này, có đây tiền nhá. Bán cho chục trứng, bán tiền. 2, 4, 6, 8, 10. Còn 11 quả. Thôi lấy 50. 50 cái gì? Ừ. Gói trứng vào. Gói vào đâu? Đút vào túi quần nè. Lấy hết. Không. Đúng. À thôi. Rồi. À, rồi. Rồi. Kinh nhỉ, có cái giỏ áp đấy nhỉ. Trời 3 này, 5 này. Mới thử được đấy. 7 này. Mẹ em mua cho đấy. 9 này. Đấy, 11 nhá, còn free 1 quả đấy nhá. Đấy, ơ gì bán trứng thôi. Bán trứng thì bán trứng đắt chứ. Đắt cái gì? 5.000 một quả mà trời đắt. Riêng. Gì đâu? Vớ vẩn. Chưa đi mua hàng bao giờ à? Có tiền nhỉ? 5 sợi. Ôi trời à. Đây. Rồi. Tiền ơi. Ô nè. Chục. Mất dạy. Chị nhé. Đấy. Mất dạy. Đây, thừa 10.000. Đấy. Đấy. Lượn luôn. Hãm. Ê. Đấy này. Tao đốt vía bây giờ. Tao tiền để chúc chinh nhé. 5.000 một cái. Cho 2 cái. Mua luôn. 10.000. Được.
Mày cứ đợi đấy. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà. Wow rồi. Gà chúng rồi. Ôi, chúng ăn sáng ăn mì tôm đây. Mày không thoát được con trai. Lượn đi. Ai nhôm gang sắt vụn à nhầm. Ai bim bim bánh sáng đấy. Gì đây? Xúc xích đây. Bán gì đây? Không bán gì. Không bán lại gì. Là mày. Lại cái gì? Mày mua cái gì? Bán tiền rồi mày. Có tiền không? Mà mày mà ném tiền ra đất nữa tao giết bỏ mày luôn đấy. Sao rồi bây giờ người ta sang rồi. Không làm gì nữa đâu. 5.000 một cái bánh mì. 5.000 cái bánh mì á? Biết giá rồi còn hỏi. Cái gì? 5.000 á? 5.000. Đổi vào cái xúc xích. Đấy, ăn đi. Xích cũng 5.000 đấy gì? Ừ, 5.000 tất, đồng giá mới từ hôm ăn hỏi nhiều. À, hôm nay xúc xích ngon phê nhỉ? Chẳng ngon. Mày nhé, mày mà còn ném tiền ra đất nữa, tao ném mày xuống lò bắt quái rồi. Anh chuyên gia đi về độ bán đắt đấy. Bán đắt cái gì? Xúc xích này ngay như có 4.000 thôi. 4.000 thì mày không thể lấy lãi à? Hả? Lãi đâu ra? Mang từ ngoài kia mang vào đây, lấy lãi ở nó 1.000. Chứ mày... Dầu to. Dầu to? Ngày tao bán được mấy cái xúc xích. Dầu to. Thế? Trời. Như mày ấy. Tao chết tao lại ăn mất mất. Thế không khá đâu. Ăn tao để đây tao bán một nửa. Trái ăn. 3.000 thôi. Như đi ăn hộ đâu. Sao? Trắng rồi. Trả. Tiền. Súng xích. Tiền súng xích phải đổi cái bánh mì đây à? Đổi bằng bánh mì. Tiền trả tiền bánh mì đây. Tiền bánh mì, có ăn bánh mì đâu mà giả. Bánh mì đây này. Giả tiền xúc xích đây. Xúc xích ngay là cái bánh mì đổi lên cái xúc xích cho con. Không phải à? Giả tiền xúc xích. Lấy, ta bảo là lấy cái bánh mì đổi lên cái xúc xích rồi. Giả tiền hai bánh... cái bằng tiền nhau phải không? Ừ. Thế? Giả tiền bánh mì. Bánh mì có ra ăn đâu. Ta ăn đâu. Giờ bán hàng mới tính. Không bao giờ khá đâu. Không bao giờ khá đâu. Ra ở đây một yên. Ăn xúc xích. Đổi bằng cái bánh mì.
Trả tiền bánh mì, nhưng bánh mì chưa ăn. Trả tiền xúc xích. Trả tiền bánh mì, nhưng chưa ăn. Trả tiền bánh mì. Có ăn bánh mì đâu mà giải. Nhưng mà bánh mì của mình mà. Ăn thằng chó kia.